cho đó, nhẹ đó, nhẹ cho đó. Chạy lại anh em ạ. Chạy lại mới được. You just haven't caught up yet. Cái gì vậy? Tôi đi dám nè. Đâu? Cái thằng ngu nó biết một chút rồi. À, ba gác liền. For the mafia. Long lanh sơn sương cúc rồng đủ giáp hai cùng cung, hai cùng cung với một con Raven, ba cùng cung, hai cùng cung thôi với một cái gì khổng lồ, ba cùng cung mà cứ với mà bắn hết được cả mát đâu, nó bắn trong tầm bắn đi chứ, ba cùng cung được, nó bắn trong tầm bắn. Bố mà chơi nãy giờ mẹ còn có hai con nó còn đéo bắn nữa kìa. Nó lại gần nó mới bắn. Thử coi. Biết. Thử coi mày có ngu không không. Glory of Demacia will never fade. Thông minh đấy. I will fight as long as I can. Garen. Garen cái này bắn mang vũ đi để làm gì trời. Muốn xem nữa này. Đậu. Trời ơi má. Cha mày ăn con. Anh chơi rêu ấy gì khổng lồ thì bác không được. Chỉ có Raven là ngon nhất thôi, mình đã suy nghĩ hết rồi. Con nào ngon nhất? Raven. Bạn chơi 3 chính cách nó kích hoạt cái chính cách cho bạn ấy. Đánh nhanh như siêu nhân ấy. Glory of Demacia will never pay. Mẹ, hai nỏ xét hả trời. Đừng phải bắn máu. Nó xét kinh mẹ bắn máu. Không, tôi nói là hai gì khủng lồ rồi. À, hai cái ừ, hai cái đấy thì phải bắn máu. Khỏi bán luôn. Chắc gì đã ra. Tao thấy không có cái cung, không có cái BF, tao lười chơi. Không phép thì cũng được. 50 phút rồng. Thì bán máu thì cũng được. Nó chỉ bắn tí cũng được. Feeling lucky. Nè, thôi chơi công làm vậy, tôi chơi việc cũng rồi. Cái gì? Người ta chơi việc cũng rồi, tôi chơi xạ thủ vậy. Trời ơi, má một Raven nó chấp mạng, nó chấp 10 xạ thủ. Đánh đéo nhanh bằng nó. Nó chọi như một cái máy. Cái tia của nó cũng cái kiếm khách. Có nghĩa là nó cứ chạy về nhà. Cứ có đối tự nhiên nó chọi. Nó quay tay liên tục vậy nè, chạy. Nãy tôi vừa mới chơi rồi, vừa chơi hai trận rồi. Nó cái này nó ủng hộ mình chơi đường này luôn rồi. Trời sướng. Garen 4 sao clip ghép ông ơi, ở đâu ra mà Garen 4 sao. Ra nữa là lên 3 là nó đâu có ra nữa đâu. Lên 3 thì không ra nữa. Trừ khi là lên 3, ví dụ mày đang để con 2, một con 2 ngoài. Mày roll nó dưới đây hai con 2 đúng không? Thì mày roll nó vẫn ra, xong bắt đầu từ khi nó lên 3 là đéo bao giờ nó ra nữa. Bữa mày cứ ngồi ngoài nó ra. Ra. Nó chơi mà cũng không biết nó chơi hả? Không, chơi ai chơi mày? Nó cũng nữa rồi. Đéo rồi chơi mày. Dạ. Nhưng ông ấy sửa sổ đổi đây. Mày biết giờ tao ngồi đây không mày giống? Mày hó hé mày. Để ai chụp nhà này không? Fear the void. Dụng kata. Lúc đầu mình bán máu nhiều tiền hơn, không phải những tên đầu ấy, bạn không đọc cập nhật.
Qua round người đá thì con pet của bạn mất 2 máu một round một lần. Bây giờ pet mất có 1 máu à. Mấy con tướng 2 sao, bây giờ tướng 2 tiền cũng mất có 1 máu thôi. Tướng 3 tiền thì mới mất 2 máu. Mà tầm trước round người đá thì chúng nó rất là ít. Ôi má, round này đậm nè, round này đậm lắm nè. Yêu nhìn nhận. Quỷ, chết lẹ lẹ đi. Ừ, nó cầm vô cực, đấm lẹ lẹ đi. Con lên rồi, đừng có chọc chó nè. Rồi, ăn liền rồi. Heroes always die. Không sao, mà đậm đậm đi. Đập tí cái ép cái nào của nó. Cái này đập lắm rồi đây. Đấy. Đập lắm. Đập tí đập 2 round đi. Chết mày ấm sắc. Bọn nó bây giờ mà bắt xem tiền như rác vậy đó. Bọn nó chỉ lực BF thôi. Mày không lực, mày làm thiêu có là bố mày lực BF đó. Sợ liền. Sợ liền. Dễ lụm, BF nó khó lụm. Ừ, BF giờ mà BF giờ là đồ hot nhất. Hot hơn găng nữa. Đi đường nào cũng lấy đôi BF được hết. BF bây giờ lấy 1 là ghép giáp tinh thần, 2 ghép vô cực, 3 là ép quý kiếm. Chạy á, lúc BF hot phải lên, mấy đồ khác không trọng. Bây giờ mấy sát thủ với mẹ hiệp sĩ nó cứ kẹp cái giáp gai rồi mấy sát thủ toàn. Rồi, chụp đội hình vô. Rồi, chụp đội hình vô. Ta vô sau. Nhân lành cũng muốn mua á. Cắm mua con này vô. Đầu game có Valor 2 á. Cho nó 2 cuối cùng. Nó bắn cái nó kéo cùng lận. Bắn cái nó kéo cùng lận. Ờ có quỷ. Ừ cái tia nó bắn ra có hút mà nè. Bắn nó kéo cùng lận. Đúng mà nè. Cái gì? Nó quỷ quá vậy. Anh sao? Nó nhận một mức nhiều hơn, không mình cho con bơi hai con cung, chị đứng nó chọi thôi, nó ăn mà nó ngồi nó chọi, nó chỉ ăn rồi chọi thôi đó, bơi lên hai là nó chỉ ăn mà nó chọi thôi, chọi chọi, chọi nó thấy tay luôn, hồi nãy con Varus người ta còn có một cái cung cung đầu ghê thôi mà ta đánh thắng hoài luôn. Mỗi một cái cùng cung với cái con Morgana một mà đánh thắng hoài luôn, có bắn liên tục rồi. Con rớt lên hai mới vô đép non vãi. Ừ. Có quỷ. Con nào tăng nó đép rồi. Con sen này là cái con thằng đây vào thủ trưởng, thằng đây vào là siêu sợ sen. Vâng đúng rồi. Bay với đi vào sợ xe có mẹ. Nhưng mà sát thủ thì rất sợ. Cái kẻ hoang dã vô đó. Thôi bắn bớt. Bắn tiền nha. Con nào cần thì để. Ăn chóc thì bắt. Ví dụ mà không ra đi vào đấy, đầu game cứ xài xe nó chóc. Green ném vô cho nó cùng cung nó đứng nó gánh cho. Gắt phải ra. Có người đá sen 1, chỉ cần có sen 1 ăn người đá dễ lắm. Không đâu nữa. Đề nghị Thiên không qua cho anh ké. Trời, nó sống ở đây là nhờ vậy mà bạn. Không ăn ké sao sống? Đúng rồi. Mẹ, nếu sống ở đây chủ yếu để ăn ké, mình kêu ăn ké sao sống. Đúng rồi. Miếng nước này mày. Ăn uống ké mà, mình cho nó uống một dòng mày. Thìa đi, cho cái thìa nó đây. Chùa. Chùa mày lắm. Chùa mà hai. Thằng Châu uống với mày uống đâu? Em uống. Uống. Ê. Quỷ nè. Ê, ê, ê. Đúng. Ê, 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 ê. Quang bài. Trời trời. Trời hai cái cung trời. Ta tưởng để cái ca xuống tôi lên chỗ lệnh nó giật luôn á. Giữ cái ca là lâu rồi. Quang bài chơi. Ừ,
giờ má có cái gì không bọn lộ nó sẽ chấm hỏi, bọn nó sẽ chấm hỏi. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Dịch cộng đồ nó bắn nát tở luôn. Giờ bay 2 cái bắn cũng kinh rồi đó. Bữa tao cũng vậy nè. Hai cùng một cái gì cũng lộ nhưng mà đi cùng, đi vay với lại Kim Red. Xin hộ con xe phố mày cái. Khổ gì đã muốn đồng quá. Vậy. Đó, sai. Gà 2 rồi, tổng lại lên gà 2 mặt vãi nồi. Bây giờ chỉ chăm bóp chết thôi. Chết nhiều vào, bây giờ được BF trước, cung dễ lực hơn. Bắn máu được BF trước. Chết nhiều hết. With honor. Barret Morganan. Bỏ vào xem Barret bắn liên tục. Rồi tính tiền đi. Đi bán Kata đi. Nếu không win bán Kata. Tí ra con Barret nó bán. Để Barret vô chọn. Chọn tí mẹ. Rồi gì đang cố để top 8 được đồ đấy cha. Bay vô để được đánh hết khẩu. Các cái tiền bằng giờ hiếm quá. Chậm mấy nồi. The glory of Damascus. Căng cố tấm tám này. Tôi có cái cước. Và được đồ. They will know the sĩ luôn nhỉ. Chưa mà ba. Thằng mang qua đó thôi. Kiếm. Quá nhìn đồ hình thì hai nhiều lắm mà nhìn nó yếu. Đi hai nhiều. Giờ hết yếu rồi mày. Cái gì? Morrison bữa đau lắm á. À, tao sợ thằng không ta. Kệ mẹ đi. Chết mẹ rồi, thắng rồi. Thắng rồi. Ai nó có tim băng kìa. Có tim băng, chưa biết, chưa biết. Ừ, thua rồi, thua rồi, thua rồi, thua rồi. Băng nó được không? Má, giờ lên chặt chi vậy? Rồi, có tim băng nữa thằng. Mày quá, nó 2 bởi lý 2 à? Ừ, con gáp quýnh nó hút hôm nay được rồi. Thôi, 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 thôi. Clip, thua chắc rồi. Ok, ok. Thua là thua chắc rồi. Chứ clip đỡ tốt hơn đó thôi. Má ăn lờ cung nè. Má thì phải lấy cung thôi. Má VF có kiếm mình nhiều. Cung thì dễ rồi. VF chưa mình nhiều. Bây giờ roll đi kiếm A chóc. Up chép lên roll với A chóc với Brain trước. Có Raven thì nhét vô luôn. Raven nó chở điên lắm. Raven thì khoan đưa cung. Phải cho nó cung cũng được. Khoan đưa cung nhưng mắt cần đéo có bị ép cái là đéo ghép được. Đây. Rồi ra sau chép. Mở ra đây nè. Con quỷ nè, rồi cho nó chọi. Là sao ốc chết. Kiếm xong roll kiếm quỷ. Kiếm quỷ, kiếm mà chóc á. Vô cho nó chọi. Nào cũng được. Vô là Brain nó chọi thấy má thôi, để mày đi. Móc mắt Brain. Nó sẽ chấp hỏi. Tao biết à. Đi không? Chết mẹ rồi em nhìn nhẹ. Vui hồn, vui hồn. Vui hồn chứ tao không vui hồn. Thằng này hồi nãy á, đang lý tao thắng. Ừ. Rao cuối cột rồng của nó đang đâm ra mẹ găng tay
nó cầm cái thạch random ra mẹ cái găng bảo thạch với cái bộ cực thổi cái bay hết cái nên tao ba nó thổi cái bay luôn chịu luôn và đúng mà đúng chịu luôn đéo biết nói gì luôn bỏ xe nào luôn đi đây là chịu luôn tao đéo biết nói gì luôn á à nó bây giờ mới mạnh nè từ từ bây giờ mới mạnh nè thì bây giờ nó mới chọi được hồi nãy chưa có hút mana được xong cái bài này mày up chết lên Ron luôn đi cái gì xong bài này up chết lên Ron luôn điên rồi chết bảy là đúng rồi chết mẹ gặp nó xét kìa rồi đừng có khóa đồ luôn con này chọi được ba phát là chết mày đủ chết mày rồi con mày ấy da không kiếm được đây bàn cầm bờ đen hai đép trước hỏi nó chọi vui thì thôi luôn đó hút mana nhiều lắm anh em ạ không lấy chơi đấy chứ thôi bốn hiệp sĩ ba kiếm khác rồi để chế gì thấy chưa anh em thấy chưa vậy thôi là đã chọn ngon rồi đó bốn hiệp sĩ ba kiếm khác là mới chết bảy à thì đó tao chết bảy đó mày mày tính chết bảy thôi nhưng mày tính chết tám rồi chết nhưng mà để kata làm gì cái gì mày giờ có thiếu tiền đâu bốn hiệp sĩ ba kiếm khác xong lên chết tám mày nhắc ma vào thôi rồi vẫn có được búp đế chế hay không đâu quan trọng đâu búp thì ngon không thì thôi quan trọng đéo gì bị ép đi trời ơi nếu có bị ép rồi ngon thế ready hammer mẹ anh xem chưa là đâu rồi mà chấp tại đâu For Demacia. Kata. Kari boy. Without mercy. Your eternity begins. And get me. Tính ra mà nó chơi như vậy nó đốt mana cả team bên kia đéo nó xài siêu quá mày. Thằng này nãy giờ chưa được lúc nó tự lắm nè. Đây vãi nồi. Chơi 6 quỷ rồi sao. Thôi mày nó nghĩ xài siêu 6 quỷ không mana nó quýnh được. Gặp sát thủ mày chết. Chắc là mày gặp sát thủ thì mày chết. Vậy thôi. Hả? Kiếm một Raven khó gì chờ. Có bờ đen 2 để ra tiền luôn. Có bờ đen 2 để tiền ra trên tab luôn rồi kiếm nó. Để tiền gì nữa, rồi nốt đi. Nốt miếng nữa đi. Nốt đi. Garen 3 đây. Ui 2 xin luôn đi. Ngon. Đó bán, bán cái này mua. I was full. Bỏ cái gì ra ta, bỏ mang ra. Lầy lắm. Ai ơi, kinh phết. Mua siêu đi, cho mua siêu đi. Ra, tụi ta khỏe mà. Ra cái thìa, ra cái thìa. Nói tiếp này, chúng cắt. Trời, trời, trời. Quất cái thìa đấy, ghép con này kiếm cắt cho ta. Chắc là cười ỉa. Chứ còn gì nữa, quất cái thiều cho này kiếm khách nữa, trời thấy mẹ. Brain carry. Nhưng thôi cũng đau cũng được á. Đó vậy chứ cho gì khổng lồ. Cho gì khổng lồ nó vẫn ngon hơn. Đương nhiên rồi. Sẽ chiêu 2 thay này cái. Sao sẽ chiêu đấy. Rồi lấy tiền được rồi. Rồi để tiền tí thôi.
có đồ. Chị đó, chị đó. Nãy giờ kia, ăn kia được. Nãy giờ, nãy giờ nào không có đồ hết trơn. Chết con kia rồi giờ sao? Giờ sao nhà PM đây? Giờ đó chi mà đéo ra là chơi. Là chơi khô máu cái thằng này luôn. Đéo có PM, tôi quất cái thìa. Tôi chơi lầy với chúng nó luôn. Nè. Garen 3 này. Không lấy được thìa là lấy Garen 3 luôn quá. Nhờ Garen 3 đi. Garen 3 đi. Cầm đây máu được mà. Quỷ thư luôn. Quỷ thư luôn. Sợ. Ngon mấy nồi. Bệnh thì gì? Đi có. Không bỏ. Giờ đâu chim mà không ra bỏ tay á. Vậy đi sẽ bớt khóa đồ lại cái. Còn Brain là phải đứng sát lên nha. Bạn không đứng sát lên nó đánh không được nhiều đâu. Kiếm cầm cả tim. Ôi kiếm khách là ngon hơn. Thì cũng ngon. Ừ tha lắm. Nếu mà không có mà ra tiền thì phải ghét kiếm khách thôi. Cứ ghét kiếm khách vô xong tí ra đây còn đổi. Nãy lụm muỗng đưa, lụm muỗng rồi. Nếu mà ra BF thì mình ép thịt xỉ. Mình lụm muỗng tí nó ra BF cái thì sao? Lụm muỗng để đó thôi. Ừ, thì tao nói được muộn để đó, nếu mà nó ra, tao bởi vì tao mới nói nó là BF. Trời ơi, cái này mà bốn quỷ này chắc nó chọn liên tục quá nha. Ê mẹ, nhiều khi chơi giá bán này, đổi bốn con quỷ vô luôn bây giờ, bỏ con sen ra này, ấp chết lên đổi thêm hai con quỷ vô nữa. Nó trời thấy má luôn, quỷ này, mẹ. Mày đâu. Cái gì? Đó hình nè. Thôi bỏ cái đĩa đi, mình phải xài con Garen 3 là mình không xài được cái đĩa đâu. Đúng không? Xài Garen 3 mà sao xài cái đĩa? Con này nó bắt buộc phải xài. Mày con này. Con này 3, con này nữa là 4 mẹ rồi. Đâu xài được đâu, vứt đi. Con này nè. I shall show them what it means to fall. 4 quỷ là nó trời, tí mẹ. Có thằng này chơi sát thủ không ta? Hình như không có thằng này chơi sát thủ mẹ. Quán này không có ai sát thủ luôn. Con này thôi. Mà thằng này gần đi rồi. Được. Trời chết mẹ đó. Nè nè. Trời nó nè. Trời nó nè. Má mà hơi cái trường thương. À đúng rồi. Cái tia cùng cung này cũng tính trường thương nha mày. Hả? Trường thương nha. Ví dụ mình cầm đồ như này, mình cầm trường thương á, là mày chọn một cái là để mana luôn. À được. Nếu mà muốn mình chơi hai cung như thế này, mình sẽ lấy một cái trường thương nữa. Là coi như là con Bray là chỉ đứng chọi thôi, không làm gì cả, chỉ đứng chọi thôi. Nó đánh một cái là nó chọn một lần. 6 tia này, một tia là 15%, 6 tia 90% mana mẹ rồi. Đúng không? Vậy hai quỷ. Thì bạn cầm thêm một cái trường thương đó là bạn chọi liên tục. Lỗi mẹ game luôn. Đánh cái chọn lần. Thành ra lỗi mẹ game rồi. Được. Tự nhiên là cầm hai cục cung vô xong bắt đầu suy nghĩ được nhiều cái. Cái gì mày nói gì mà 6 tia? 15% gì mà ra 90%? 6 tia, từ nè, mày đếm bao nhiêu tia? Mày nói 6 tia mà đúng không? Hay 4 tia? 4 tia mà. 4 tia thì 60% rồi. Ừ. Cái phải nồi đó rồi. Đánh hai cái chọn lần đi cá. Kiếp ơi. Kiếp. Đâu chưa hết. Đau rồi. Cái này phải bắt buộc cuồng đao rồi. Cuồng đao. Từ giáp gai. Nghe lên giáp gai luôn. Miễn khúc chế không? Miễn khúc chế xin dung ha. Xin dung đi miễn khúc chế. Chết qua đây. Này lên. Đứng vậy đã bị khóa đồ. Này qua đây này. Đấy. Này, ra sao ấp chết. Tôi chuẩn bị bỏ có hai.
chết lên bỏ sen ra cho bốn quỷ vào. Quỷ đi ra được rồi, lồ sao? Trời ơi, gặp mấy anh đấu sĩ này nảy sướng lắm. Gặp mấy anh đấu sĩ này trời nảy sướng lắm anh em ạ. À. Nảy vui lắm anh em ơi. Nảy chết mẹ. Mày sao lên lắm. Mày sao lên. You are already dead. You just haven't caught up yet. Vậy bán cả ta luôn rồi. Bán cả ta gì ạ? Đấy. Let's do this. À, chết đi đã. Nó bố cái quỷ vào. Tạm đã. Luôn. Let's do this. Chưa đổi được đâu, được gần 2 mới đổi. Đến tới ra lực đồ đổi nha. Ban. Ban không xài được á. Đi này không xài được rồi. Bán ma rồi. Có phép gì không trong? Xài cả sen lên cho số thôi. Có phép gì không? Nãy giờ đâu thấy phép mà. Đây nè. Phép nè. Thôi chết đi. Mua ban thủ thôi, mua ban thủ với hồi đó nó này. Đợi xem coi có gì vậy bỏ virus đi. Ừ. Dục ra 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 vần đó. Ừ. Bán khác. Ta chọn ra. Bán đi, bán cho trời cho tiền đi. Bán Mufi luôn rồi, ok. Tiền. Ơ, tại sao phải xài xe? Chèn cho tăng. Tăng. Sao đâu. Ừ, xe bỏ kê đi. Giá số 2 thay giá số 1. Xem quá nhiều được, mình cũng lộn đó. Nghe rồi. Chính ra là hút mana cả team ngon đấy chứ. Chỉ mạng cái kìa. Đứa kia đấy. Mà đeo tục. Xe lầy quá anh em ạ. Đợt mẹ nó là con sờ quê mà nó nháy. Ồ, hình như nãy giờ không ai chơi Raven đúng không? Ngoài lấy đâu. Chết mày. Mày thấy cái gì vậy? Coi anh ơi, để em anh ơi. Rồi, đổi. Một cú đổi nhẹ. Rồi, bản này là ít sát thủ, thành sát thủ chết rồi đúng không? Chưa nè. Ôi, thằng này ít đam lắm. Không sợ. Garen gặp Garen giáp gai của mình là thằng này chết. Mình không sợ thằng này. Thằng này gặp mình Garen giáp gai nó phản chết. Đò đéo gì? Đò cái đéo gì? Để tôi. Anh em cứ để tôi. Cho Yasuo cùng đao này. Nha. Xem con nào vậy? Giờ đi. Rồi xích lên. Đứng lên trên tí. Chọi mới tới. Mà không thì đâu. Rồi con ban vô anh chỗ con này. Rồi xong. Nó chết lên xài thêm hai con hộ vệ. Nhớ thêm con hộ vệ vô. Tuyệt vời. Cái gì đó. Garen đứng đây này. Dưới này, chặn sát thủ này. Bay vô đây mà móc. Móc chết luôn. Rồi, chọi nào. Cái đẹp mẹ. Không sao, gì đó. Mày chọi chết cụ. Chọi chết cụ. Nhả ra tí nó 8.000 đam. Nhả ra một tí anh nhỏ 8.000 đam. Chưa có cái chết. Đấu sĩ á. Chưa bút đế chế đó. Đó, trời ơi, cũng gia gì phết rồi đó. Đồ thôi, thằng sát thủ chết mẹ rồi. Ê, đồ này bút đế chế rồi, cái đó gì cũng là cái gì cũng lò nó có double lên không ta? Không. Không à, không có double đồ à. Hết khóa đồ rồi đúng không? Vẫn còn thằng này. Giờ mình gặp thằng này. Mình mới nhít con Raven qua một tí, không thôi là mình nhít cái nen. Ôi đi, vẫn phải qua tí nữa. Không sao. Không chết được đâu. Ôi giời ơi, 50% kháng phép. Nói vậy.
Trời ơi, địch đó chắc mất nhiều máu. Trời ơi, 50% kháng phép đó. Cầm đồ này đỡ xa AP đúng không? 50% sát kháng phép, thêm 4 hiệp sĩ đó. Mà rồng khạc được nhiêu, 1000 đam còn có 500, thêm 4 hiệp sĩ còn 400 mấy. Thành nhau. Yeshua. Trời ơi, Yeshua. Bán mẹ chóc đi nhờ. Để làm đéo rồi nữa. Ôi, Yeshua đại bác cùng đau, chặt hơi bị tít. Đại bác cùng đau xem thêm có búa ăn nữa kìa. Đằng kia là, ủa còn có hai thằng hả? Đằng kia là gì vậy? Nè. Ôi, lấy gì đánh lại mình? Lấy nó chính chính lấy hệ lòng dục vô chứ. Được, là sao ấp? Sao ấp nhét rồng bộ vào cũng được. Xếp một Raven trên này là chọn mở luôn đây này. Thôi giờ là chết, tự đổi nó đổi lại, tự đổi luôn. Không đổi à? Trời, không chết nổi. Hồi Garen này, này mà giờ ban nó nhảy lên hai cái không có cô đồng vô là ban gánh luôn khỏi. Có hệ gì rồi. Rally to me. Kệ nó, hai hậu vệ cho Garen cũng ngon mà. Bỏ bi xuống nhét Yasuo lên. Ba lên hai, bán lên này đi. Mình giờ này hậu vệ gì? Cũng một rồng khác, rồng nào cũng được bán cho ban kia. Nó cứ ra cái găng tay hoài, ra găng tay là thua.
như nãy giờ mình sợ, mình sợ cái này hơi con rồng á nha. Không, mày để bên đây thì con rồng nó cũng để cho biết rồng rồng à mày. Không sợ rồng cạp, sợ con ban đó nha. Ban đó, con đấy, con đấy nó nảy nha. Đang có rồng rồi nè. Giờ sao? Rồng anh rồng hiệp sĩ. Rồng anh rồng hiệp sĩ. Ban hai cái đi. Ban hai là win rồi. Rồng nè, bắn nè, rồi bắn kiếm xuống. Ừ. Giờ có rồng là bán Yasuo luôn á, thiệt á. Giờ có con ban là bán Yasuo luôn đó chứ. Đưa đồ á. Ừ. Con ban bán Yasuo là win rồi. Má nó đổi lại kìa. Ờ đổi cũng được. Sao đâu. Không có cái kia là được rồi. Nó bỏ đêm của nó. Thôi thua. Khó quá nhờ. Á à, khó quá. Khó quá. Xếp với nhau khó á, mình nó xếp hết trong góc là mình khó, mình đưa mẹ Raven xuống dưới thì mới may ra, mà cũng bị con Gna nó hết, cũng khó nhỉ. Anh ông này khó chỉ khi là ban 2. Anh ông này hơi khó, ổng lực cái Sojin, hồi nãy mới biết mẹ cái Sojin của ổng đi. Anh ông này hơi khó.